chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Và trong video ngày hôm nay thì em xin đưa tới các bác và anh em một thông báo khẩn cấp để cho chúng ta có thể nắm được tình hình, đó là từ bây giờ trở đi, ngày 26 tháng 3 năm 2019, tạm thời Hoàng Long sẽ ngưng tiếp khách tại công ty tại địa chỉ 107 phố Trường Lâm như mọi khi. Chúng em sẽ chuyển sang bán hàng online, có nghĩa là mọi khi nhu cầu các bác và anh em có thể gọi điện trực tiếp và bọn em sẽ gửi hàng về tận nhà, có thể là gửi xe khách, có thể gửi là xe ôm, có thể là gửi bưu điện. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế là chúng ta ngưng tránh tiếp xúc và tụ tập đông người, và cũng vì lo cho sức khỏe các bác anh em cũng như là vì cộng đồng, chúng ta cũng mỗi người chung tay một chút, chúng ta sẽ bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta và cũng tránh như tình trạng là bệnh dịch nó đang diễn biến khó lường. Thì rất mong các bác anh em thông cảm cũng như là chia sẻ cùng với Hoàng Long trong thời gian này. Mọi chi tiết thì các bác anh em vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chúng em ở trên màn hình: 0975386726 hoặc 0963866622. Bọn em sẽ thường trực và trả lời các câu hỏi cũng như là tư vấn cho các bác anh em những cái cấu hình karaoke, những thiết bị như là đẩy, vang, nâng tiếng, mic. Khuyến khích các bác anh em mua hàng và đặt hàng online, tránh trường hợp chúng ta đi lại rồi tiếp xúc với nhau thì nó sẽ không hay trong thời điểm hiện tại. Và rất mong các bác anh em hợp tác cùng Hoàng Long, và cũng như là kính chúc các bác anh em thật nhiều sức khỏe, bình an và mọi điều tốt lành đến với chúng ta và gia đình trong giai đoạn này. Và chúng ta sẽ cùng vững tin vào một trận tương lai tươi sáng hơn, và bệnh dịch nó sẽ có tiến triển tốt hơn, diễn biến tốt hơn. Của Bộ Y tế thông báo thì bọn em sẽ thông báo cho các anh em một cái video sau để tiếp tục mở cửa hàng khi có thông báo mới. Hẹn gặp lại các bác anh em. Xin chào.